Nằm trên giường bệnh, chị gái bàng hoàng khi nhận được tin Tú Thanh qua đời. Đầu tháng 7, làng nghệ thuật nước nhà đón tin buồn khi ca nương nhỏ tuổi nhất Việt Nam Đặng Tú Thanh qua đời sau một vụ tai nạn giao thông tại thành phố Hải Phòng, hưởng dương 15 tuổi. Tang lễ của em hiện được gia đình lo chu toàn. Riêng Đặng Tú Uyên 18 tuổi, chị gái ca nương nhí sau vụ tai nạn được đưa đến bệnh viện cấp cứu. Thời điểm đó, gia đình giấu kín chuyện em gái đã mất để Tú Uyên tập trung cho việc điều trị. Tình hình sức khỏe hiện tại của cô được mọi người quan tâm. Theo cập nhật mới nhất từ phía gia đình, Tú Uyên đã dần hồi phục sau khi được các y bác sĩ tận tình chăm sóc. Cô nàng cũng đã chấp nhận được chuyện em gái qua đời. Ngoài ra, Tú Uyên còn vẽ tặng một bức tranh để gửi tặng người em quá cố. Tú Thanh được Tổ chức Kỷ lục Việt Nam xác lập kỷ lục nghệ sĩ hát các dòng nhạc dân tộc cổ truyền của Việt Nam nhỏ tuổi nhất. Lúc sinh thời, Tú Thanh cũng thường xuyên tham gia các khóa tu. Em tâm sự với mẹ rằng sẽ tập trung cho việc học để trở thành cô giáo dạy văn sau khi hoàn thành khóa tu cuối cùng vào cuối tháng 6. Tuy nhiên, vụ việc thương tâm đã cướp đi sinh mạng của một thiên thần nhỏ với bao giấc mơ còn dang dở. Thời điểm xảy ra tai nạn, Tú Thanh được chị gái chở bằng xe máy và bất ngờ va chạm với ô tô 5 chỗ. Sau cú va chạm mạnh, chị gái là Tú Uyên bị chấn thương ở đầu, gãy xương chân và xương khớp háng. Tú Thanh vì chấn thương nặng nên đã tử vong. Vụ việc khiến làng nghệ thuật nước nhà bàng hoàng. Nhiều người thân, bạn bè, khán giả đã gửi lời tiễn biệt đến ca nương nhỏ tuổi nhất Việt Nam.